lẽ không nhiều người biết rằng đằng sau một nghệ sĩ Phủ Linh nghiêm khắc và khó tính lại là một người rất mềm yếu và mau nước mất. Cả đời anh gần như dành hết sự yêu thương, lo lắng, bảo bọc cho cha mẹ và các em nên quên nghĩ tới phần mình. Mặc dù được rất nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thầm thương trộm nhớ, nhưng anh vẫn không đón nhận ai. Và một ngày anh bồng một bé gái xinh xắn về nhà và báo với mọi người đó là con anh. Anh đặt tên cho cô bé là Võ Thị Hồng Loan. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc Vũ Linh ăn ở với cô gái nào nên có con rơi con rớt, bởi Hồng Loan có nhiều nét giống người chị hai đã mất lúc nhỏ và cả em gái Hồng Nhung của Vũ Linh. Nhưng hỏi ra mới biết anh động lòng trắc ẩn mà xin cô bé về làm con nuôi. Mẹ của Hồng Loan năm ấy mới 16 tuổi, vì anh rể dụ dỗ dọa nạt nên mang bầu. Bà ngoại đòi bỏ cháu vì sợ mang tiếng. Vũ Linh biết chuyện liền xin cô bé về nuôi. Tiếng là con nuôi nhưng tình cảm gắn kết không khác gì ruột thịt. Hồng Loan càng lớn càng xinh, cô bé lễ phép và yêu thương ông bà, cô dì, chú bác như ruột thịt của mình. Em gái Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Dung nhớ lại: Hồng Loan có phước lắm, cả nhà từ mẹ tôi tới anh Tư, anh Năm ai cũng thương nó. Ngược lại, Hồng Loan chưa bao giờ kiêu căng, cậy mình là con của anh Vũ Linh mà có thái độ không đúng với mọi người. Hồng Loan biết trên biết dưới, sống nghĩa tình, có lẽ nó ảnh hưởng từ tính cách của cha là anh Năm Vũ Linh. Từ khi cải lương bị mất khán giả, những show diễn thưa dần, ông Hoàng cải lương ngày nào cũng lùi vào hậu trường như bao nghệ sĩ khác. Những biến cố trong gia đình liên tiếp xảy ra. Cô con gái Hồng Loan lấy chồng sinh con nhưng cũng một lần gian dở. Và hiện tại thì nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã có cháu ngoại. Còn em gái Hồng Nhung, người mà Vũ Linh luôn yêu thương bảo bọc từ nhỏ, cứ lận đận tình duyên hết lần này đến lần khác khiến anh nhiều đêm dài khóc hết nước mắt. Cách đây khoảng chục năm, vì công chuyện làm ăn thất bại, Hồng Nhung lỡ để mất căn nhà từ đường do cha mẹ để lại. Vừa giận vừa thương em, nhưng chuyện đã rồi không cứu vãn kịp. Bởi vì thế mà Vũ Linh mới buồn chán để mình chìm trong men rượu. Nhưng nhờ chính dòng máu nghệ thuật đang chảy trong người đã giúp anh thức tỉnh và sống có ích cho đời. Ở độ tuổi 60, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống cô đơn trong ngôi nhà riêng tại quận Phú Nhuận. Và sống chung nhà là vài khán giả yêu cải lương và mến mộ tài đức của anh. Em gái Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Nhung bùi ngùi chia sẻ: Tại tôi ích kỷ, nếu hồi đó tôi không nói anh Năm đừng lấy vợ, anh Năm cưới vợ về, vợ nắm quyền hết, lại xa cách gia đình, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Giờ tôi mới thấy xót anh trai mình, phải chi anh Năm có người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc thì tốt biết mấy. Nên hiện tại tôi chỉ muốn làm mọi điều để anh Năm vui. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được mọi người kính trọng bởi tài đức và sự mẫu mực cả trong nghề lẫn ngoài đời. Dù thân thích ruột thịt hay người dân nước lã, Vũ Linh luôn đối đãi bằng cả sự bao dung và âm thầm giúp đỡ không chờ hồi báo. Theo lời kể của nghệ sĩ Hồng Nhung, thì Vũ Linh chưa bao giờ dùng cái tên của mình để tìm vai diễn cho các em ruột. Khi dựng tuồng dù là đoàn hát của gia đình, nhưng trên bảng phần vai, tên của các em anh không bao giờ được để lên đầu, dù đều là đạo chính, kép chính như nhau. Sự rõ ràng và mẫu mực trong từng việc nhỏ của Vũ Linh khiến ai cũng nể trọng. Và theo lời kể của em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì ông Hoàng cải lương Hồ Quảng ngày nào là người thường xuyên làm từ thiện nhưng chưa bao giờ khoe khoang trên báo hay với bất kỳ ai. Có những việc thiện mà chỉ hai anh em nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Nhung biết với nhau.